Xin chào anh em là Hưng. Ở trong video hôm nay thì em sẽ lên tay cho anh em một mẫu đồng hồ của thương hiệu Mido. Và Mido sẽ là một thương hiệu mà thuộc tập đoàn Esports của Thụy Sĩ. Và tập đoàn Esports này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Trong giới đồng hồ thì rất là được nhiều anh em biết đến rồi. Đó. Thì hôm nay thì em sẽ lên tay cho anh em một mẫu đồng hồ dây thép anh em nhé. Và chiếc này thì có cái màu chủ đạo của mặt đầu sẽ là màu đen. Đó, ở đây. Đây sẽ là một chiếc new full box đầy đủ hộp sổ thẻ của chiếc này. Và hôm nay thì em chỉ show cho anh em đồng hồ thôi. Đúng không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tag đi kèm của chiếc này. Thì trên cái tag này chúng ta sẽ có là cái mã sản phẩm là M024.407.11.053.00. Đó. Và trên cái tag này thì chúng ta sẽ có các thông số khác ở đây. Anh em có thể thấy thì nó sẽ là một chiếc thép này, và đây là quần độ chịu nước là 53 này, một chiếc máy cơ. Đó. Thì bây giờ em sẽ bóc cái sim này ra và giới thiệu cho anh em luôn. Thì đây là chiếc Mido thuộc bộ sưu tập Bellona của Mido. Đó. Với cái bộ sưu tập này thì có rất là nhiều thiết kế khá là mới mẻ và rất là dễ để tiếp cận với người chơi thôi. Thì chiếc này của em thì nó có cái size mặt là size 40mm. Thì với cái size mặt 40mm này thì anh em chỉ cần cái cổ chu vi cổ tay của anh em khoảng tầm 16cm đổ lên là đeo cái size này là cực kỳ là vừa tay rồi. Đó. Thì chiếc này thì nó có size mặt 40 này anh em vừa bảo. Và độ dày của chiếc này thì nó rơi vào khoảng tầm 11mm. Đó. Là một độ dày tiêu chuẩn cho đồng hồ thôi, cũng không phải là bị dày mà cũng không phải là mỏng quá. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có thiết kế tông màu chủ đạo của trên này sẽ là màu đen và màu trắng. Đó. Màu đen thì là mặt của màu dial này, thì em sẽ nói rõ hơn cái mặt dial này. Ở đây chúng ta sẽ có cái vòng ở ngoài cùng sẽ là các vạch kẻ chia phút này, tổng cộng là 60 phút cho chúng ta nhé. Và tiếp đến thì vòng lòng tiếp theo, thì trên lòng tiếp theo này thì chúng ta sẽ có các cái họa tiết vân tròn được đánh như này, anh em có thể thấy các vân tròn ở đây. Đó. Giúp cho chúng ta có cái góc quan sát nhìn vào cái mặt đồng hồ này cực kỳ là đẹp, cực kỳ là thích mắt này. Ở trên cái vòng này thì chúng ta sẽ có là các cọc số. Các cọc số này thì được làm bằng thép thép không gỉ, và đây là đều là cọc 5 mã ở đây. Đó. Và được dập nổ trên cái mặt dial này. Với cái cọc la mã này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là cổ điển cho anh em nhé. Nếu như là anh em thích một sự cổ điển hoài niệm thì đeo chiếc này thì cực kỳ là ok. Lòng tiếp theo thì chúng ta sẽ có là trên góc 12 giờ sẽ có là dòng chữ Mido ở đây, tên thương hiệu ở đây, được dập nổ trên này. Đó. Góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có dòng chữ Automatic. Ở góc 3 giờ này thì chúng ta sẽ có ô lịch hình rẻ quạt từ 2 giờ đến 4 giây anh em nhé. Đây. Đó. Bộ kim của chúng ta sẽ là bộ kim hình là liễu này, thì cũng được làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng cả bộ kim này. Trong lòng ngoài cùng ở trong lòng trong cùng này thì chúng ta sẽ có các họa tiết kiểu hình anh em nhìn như là những bông hoa. Đó, được đánh từ bên trong trong cùng ra phía ngoài này. Đó, nhìn rất là thích mắt này. Và anh em để qua từng góc độ thì chúng ta sẽ có các kiểu ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ chuyển động. Đó, anh em thấy rất thích đúng không? Kính của chúng ta sẽ là kính sapphire nguyên khối này và được phủ chống lóa. Đó, anh em nhìn đây thì chúng ta sẽ đẩy qua các góc độ này thì nhìn vào bên trong mặt đồng hồ vẫn rất là rõ, không bị lóa một chút nào cả. Phần thân cây của chúng ta thì sẽ được làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng hoàn toàn anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy ở đây núm của chúng ta sẽ là núm rút, và trên cái núm này thì chúng ta sẽ có được chuyện khác dòng chữ Mido. Xung quanh núm này chúng ta sẽ có các khía răng cưa này, giúp cho chúng ta có được độ một cái độ ma sát để quay kim chỉ dễ dàng hơn. Thì chiếc này là một chiếc núm rút, thì chúng ta sẽ có hai nấc rút, nấc ngoài cùng thì sẽ là bộ để quay chỉnh giờ của chúng ta, còn nấc đầu tiên này thì sẽ là chỉnh bộ lịch của chúng ta này. Đó. Anh em đóng vào thì lên đây.
như thế này thì sẽ là link cót cho đồng hồ của chúng ta. Trước này thì đi kèm với đó thì sẽ là một bộ dây dây thép, và đây chúng ta sẽ có 5 chỉ dây được so lên với nhau thì là sẽ có 3 chỉ được đánh phe bóng và 2 chỉ đánh phe ba chỉ đánh phe xước và 2 chỉ đánh phe bóng anh em nhé. Đây là một chiếc hoàn toàn mới thì em vẫn để trong cái lớp siêu này đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có là một bộ khóa bấm gập đôi hai bên này. Trên bộ khóa bấm này chúng ta sẽ có một chữ video, và bộ khóa bấm này thì bấm cực kỳ chắc chắn. Đến với phần bộ máy của chúng ta thì chiếc video này chúng ta sẽ sử dụng là bộ máy caliber 80, và cái bộ máy caliber 80 này thì được tập đoàn Esquad thiết kế dành riêng cho những chiếc video Beluna. Với bộ máy caliber 80 này thì chúng ta sẽ có là 25 chân kính, tần số dao động sẽ là 21.600 và độ tích cóp của chiếc này sẽ là 80 giờ anh em nhé. Đó thì bộ máy này thì nó cũng na ná với bộ máy Powermatic 80 của Tixot, cũng chạy rất là chuẩn anh em nhé, và có độ chữ cóp là rất là cao. Xung quanh phần đáy này thì chúng ta sẽ có các thông số như là tên thương hiệu này, mã đầu sản phẩm, số series hay là độ chịu nước là 50 atm đó, đầy đủ tất cả thông tin cho anh em nhé. Và kính của chúng ta cũng sẽ là kính sapphire nguyên khối này. Và đây là một chiếc Mido mà hoàn toàn mới và được bên em sang sale về có một cái giá cực kỳ tốt cho anh em, chỉ là 15.500 thôi đó. Nếu như anh em quan tâm đến chiếc này thì có thể inbox trực tiếp cho em hoặc là để lại tin nhắn ở dưới phần comment để em trực tiếp tư vấn cho anh em nhé. Và đây sẽ là một chiếc hoàn toàn mới và bên em sẽ bảo hành cho anh em là 2 năm và sẽ hỗ trợ lên bảo hành trọn đời máy. Và nếu như anh em có nhu cầu muốn quay đầu lên đời thì bên em cũng sẽ hỗ trợ cho anh em với em có một cái giá chiết khấu cực kỳ tốt cho anh em nhé. Em xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.